Có cô Hương ở nhà không? Cô Hương đâu rồi? Cô Hương đâu? Tôi tìm cô Hương, nói với cổ là có bà Hai Luân ở Sài Gòn xuống đòi nợ. Dạ, dạ, bà tìm con đó ba. Bà ơi bà, tôi lại bà. Bà làm ơn trả tiền cho tôi đi bà. Dì Hai, con lại gì mà dì Hai. Dì làm ơn làm phước, về chảnh trước giùm con. Con hứa với dì Hai, con sẽ nhờ chú Năm gửi thơ cho dì Hai. Con sẽ cố gắng đi làm để trả nợ cho dì Hai. Dì Hai thương con, về trước giùm con. Ráng làm hả? Con nói sao? Con già này không có ngu đâu. Con gạt ai chứ không gạt được tôi đâu. Nó thiếu tôi 1.000, chưa tính tiền lời của tôi. Tiền của tôi là tiền ơn tiền nghĩa mà. Cậu nói lúc dày làm ăn không được nên mượn tiền gửi về cho ba mẹ xài. Cậu nói một thì tôi hay một, cậu nói hai thì tôi tin hai. Tại sao lại gạt tôi? Dì Hai, dạ bà. Dì Hai, dì về chở trước giùm con đi dì Hai. Buông tôi ra, tôi chưa có đi đâu hết á. Đừng có lôi kéo gì tôi. Cô nói sao? Cô gạt cha gạt mẹ cô được, chứ cô gạt được ai? Ông ơi, ông tin con không có ngày ông chết rồi ông ơi. Dì Hai ơi, con xin dì làm ơn về trước giùm con đi dì Hai. Dì giết chết con rồi dì Hai. Buông tôi ra, tôi chưa có đi đâu hết á. Để cho tôi nói cho tan quan hết. Chi, đàng hoàng cái cù lôi á. Ông biết con ông nó làm gì trên Sài Gòn không? Nó làm đĩ đó. Dì Hai, sao? Muốn gì? Nè, tôi xí cô hồn, tôi xí bùm bùm cho cha con mấy người ăn giọng gì đi ăn. Tôi đồ điếm mà. Chi? Trời ơi, tan nát hết rồi. Sao người ta tàn nhẫn như tôi như vậy? Ba ơi, ba ơi, ba tha lỗi cho con, ba tha lỗi cho con nha ba. Ba
phải đi
đồng tiền con gửi về cho ba mẹ cũng giống như những lời con sám hối mà con thường đọc lên để tự an ủi trong những đêm vắng nhạc sầu thương theo ngân lệ đôi hàng quanh mình chỉ là ngói chiếc chân nghiêng rượu hồng quen múa bốn bề quanh quẻ như bài thơ mơ trước sau chỉ có đôi mắt thâm quầng lỡ lao soi bóng trong gương rằng cuộc sống của con giờ bào nhào như mảnh trắng kia dơ bẩn như vết rượu này sẽ tàn tẻo đĩa dầu hao bất lụng cánh dài còn mặt mũi nào trở về nơi này nữa vậy con xin một lái này để đáp ơn công ơn xin đẻ nuôi nếu hôm nay con lìa bỏ gia đình thì kể con rời phương nơi quê người đất lạ sự sống của con buộc phải rời bỏ gia đình ba dẫu rằng cách núi ngăn sông những tình thầm con nguyện ghi gắt trong lòng ba nuôi em con đời thông thiếu kẻ bác lóc lừa cũng giống như con đã một lần đi dấp ngã ba nuôi em con đừng tin người thái quá đến chừng hối tiếc thì đã chịu dở dàng ba con lại ba con đi